Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì Baby sẽ giới thiệu cho cả nhà một sản phẩm, đó là dao chặt thái thịt rau củ quả vô cùng đa năng, một sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình. Và trước mắt anh chị đây, đó là 3 phiên bản của dao chặt thái đa năng nhà em. Đầu tiên thì một phiên bản 39, phiên bản lớn nhất, rất phù hợp cho nhà hàng hay là buôn bán. Phiên bản thứ hai là phiên bản 28cm, rất phù hợp cho gia đình. Và cuối cùng là phiên bản dành cho cá nhân 1-2 người, thì chúng ta có thể sử dụng phiên bản 23cm. Và hơn nữa thì chất liệu của lưỡi dao bên em thì được làm từ hợp kim thép 4CR14. Đây là một chất liệu chuyên để làm lưỡi dao, tạo cái độ sắc bén, độ dày và bền bỉ. Bàn để thực phẩm thì được làm từ inox cao cấp, rất là dễ dàng vệ sinh. Ngay bây giờ thì em sẽ test trực tiếp cho các anh chị thấy được cái độ bền, độ sắc bén của sản phẩm bên em. Và ngay bây giờ thì là một con gà sống như thế này, em sẽ thị phạm luôn. Đây, các anh chị đưa vô. Thì chỉ cần 30 giây thôi là cả nhà đã có thể chặt xong con gà rồi. Chị em phụ nữ chúng ta cũng không còn lo ngại là không có đàn ông thì chúng ta không làm được. Phụ nữ hiện đại thì không ngại chặt gà. Rồi tiếp tục thì Đăng Thanh sẽ test qua các thực phẩm khác nhau. Tiếp tục thì Đăng Thanh sẽ chuyển qua test thịt sống. Hiện tại thì Đăng Thanh đã chuẩn bị các xương sườn như thế này, xương sườn heo. Rồi em sẽ test trực tiếp luôn nha. Còn trang bị một cái gờ như thế này để cả nhà có thể cố định miếng thịt hoặc là thực phẩm cho quá trình cắt nó tiện lợi và dễ dàng hơn, không bị trơn. Thì cả nhà có thể thấy là sau khi mà Thanh đã test kiểm tra thịt nè, gà nè, cá, rau củ quả thì đây là một sản phẩm quá là đa năng và tiện lợi. Vậy thì cả nhà còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay, bằng cách là để lại thông tin số điện thoại bên dưới video này để nhân viên có thể hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình. Sản phẩm thì sẽ được bảo hành lên tới 12 tháng và một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất, và cả nhà còn được kiểm tra hàng đúng mẫu thì mình thanh toán. Còn bây giờ thì Đăng Thanh xin chào và hẹn gặp lại.